Xin chào mọi người, thời tiết Sài Gòn dạo này thất thường và dễ bị cảm cúm nên là mọi người nhớ ăn uống đầy đủ, uống vitamin để tăng cường sức đề kháng nhé. Còn bây giờ thì như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với điểm tin đầu tiên ngay sau đây thôi. Xiaomi nhem nhe mua thương hiệu Honor, lộ dung lượng RAM của iPhone 12, rò rỉ Huawei Nova 7 SE mới với RAM 8GB, 4 camera, 5G, giá mềm. Sau iPhone 12, Apple vẫn còn sản phẩm để ra mắt năm 2020. Của Reuters cho hay Huawei đã sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong việc kinh doanh do lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo đó thì họ sẽ tập trung vào điện thoại cao cấp thay vì thương hiệu Honor, vốn hướng tới giới trẻ và ngân sách hạn chế. Chưa rõ Huawei muốn bán những gì, nhưng rất có thể bao gồm cả thương hiệu Honor, bộ phận nghiên cứu và phát triển, bộ phận quản lý chuỗi cung ứng. Giá trị của thương vụ vào khoảng từ 15 tỷ nhân dân tệ đến 25 tỷ nhân dân tệ và được thanh toán bằng tiền mặt. Digital China là nhà phân phối chính của điện thoại Honor. Họ sẽ phải cạnh tranh với một số người mua khác như là TCL hay là Xiaomi. Nhà phân tích nổi tiếng là Minchigo nhận định đây là giao dịch đôi bên có lợi cho cả Honor, nhà cung ứng và ngành điện tử Trung Quốc. Nếu Honor tách rời khỏi Huawei, họ không còn là đối thủ của lệnh cấm từ Mỹ nữa và có quyền mua linh kiện. Cả 4 mẫu iPhone 12 mà Apple giới thiệu tuần này đều vận hành nhờ vào sức mạnh của con chip A14. Tuy nhiên, như mọi sự kiện ra mắt sản phẩm khác thì Apple đã không nói đến dung lượng RAM của chúng. Dù vậy, theo thông tin từ 9to5Mac, theo Xscope 12.1 Beta thì iPhone 12 mini và iPhone 12 có thể được trang bị dung lượng RAM là 4GB, tương đương với những gì mà iPhone 11 được trang bị hồi năm ngoái. Trong khi đó, Xscope cho thấy iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max sẽ có dung lượng RAM lên tới 6GB, tăng lên từ con số 4GB có trên hai dòng thiết bị tiền nhiệm. Theo một nguồn tin rò rỉ thì Huawei sẽ trình làng Nova 7 SE vào ngày 16 tháng 10 với tên gọi đầy đủ là Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition. Thiết bị sẽ cung cấp tùy chọn RAM 8GB và dung lượng lưu trữ là 128GB, cùng cụm 4 camera ở mặt sau, bao gồm camera chính là 64MP, camera siêu rộng là 8MP và camera biến độ sâu 2MP và camera macro là 2MP. Huawei Nova 7 SE sẽ sở hữu màn hình LCD đục lỗ và dành cho camera selfie 16MP và viên pin dung lượng tương đối lớn với 4000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 40W. Điện thoại sẽ được trang bị chipset Dimensity 800U, cung cấp hiệu suất tương tự với Kirin 820, hỗ trợ 5G và được xây dựng trên quy trình 7nm. Nhiều khả năng Apple tiếp tục tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới trong tháng 11, lần này là sân khấu dành cho AirTouch. Hôm 14 tháng 10 thì Apple đã tổ chức sự kiện đặc biệt để giới thiệu iPhone 12 và HomePod mini. Tuy nhiên thì hai sản phẩm được chờ đợi từ lâu đã không có mặt, thậm chí không được đề cập trong bài phát biểu, đó chính là AirPods Studio và AirTouch. Theo trong poster thì Apple gặp trục trặc lớn trong việc sản xuất AirPods Studio, nhưng AirTouch thì đã hoàn thiện và sẽ được công bố vào tháng tới. Tuy nhiên thì Apple vẫn có thể công bố AirPods Studio trong năm nay và tung sản phẩm ra thị trường vào thời điểm muộn hơn. Hồi năm 2016 thì Apple hứa hẹn những chiếc AirPods đầu tiên sẽ có mặt từ tháng 10, nhưng cuối cùng mãi đến tháng 12 sản phẩm mới được lên kệ. Từ đầu năm nay, 9to5Mac đã phát hiện trong mã nguồn iOS 14 Beta có thông tin về AirPods Studio, bao gồm hai tùy chọn màu sắc cho loại phụ kiện này. Về giá cả thì nhiều tin đồn cho rằng hai tai nghe Over-Ear của Apple có giá là 349 USD. Vừa rồi là những thông tin công nghệ mà ngày hôm nay May muốn mang tới cho bạn. Đừng quên like, share cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Di Động nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin 2 News của ngày sau. Bye!